Trở lại với một sự kiện công nghệ đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong nước. Nhiều sản phẩm công nghệ giúp các doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực, vận hành linh hoạt và tăng tốc kinh doanh đã được giới thiệu tại Diễn đàn Công nghệ FPT Tech Day 2021. Lần đầu tiên, mô hình triển lãm thành phố xanh thông minh được FPT trình diễn với gần 50 giải pháp giúp doanh nghiệp vừa đảm bảo an toàn vừa phát triển kinh tế. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn khởi xướng chương trình FPT ECOVAX vaccine số giúp doanh nghiệp an toàn, linh hoạt thông qua việc giải quyết những vấn đề cốt lõi như kinh doanh không chạm, không gián đoạn, môi trường làm việc xanh toàn diện. Diễn đàn năm nay diễn ra theo hình thức trực tuyến, thu hút hơn 100.000 người tham dự trên nhiều nền tảng. Sự kiện một lần nữa khẳng định vai trò của FPT trong tiên phong chuyển đổi số, giúp các tổ chức doanh nghiệp tái thiết toàn diện, bứt phá trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn vì đại dịch COVID-19. Những khó khăn áp dụng công nghệ cũng như là